Xe tải đã tới, xe múc đang múc cát lên đấy các bạn ơi. Đây là công trình. Rồi đã đầy cát. Ôi, xe ben đã đầy cát rồi các bạn ơi. Đi đổ cát rồi. Kinh 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 kinh. Rồi đổ cát xuống. Rồi móc ben lên. Úp. Giờ đến xe tải bên lớn nào. Rồi xe tải bên đâu vô nào. Úp. Lên. Rồi múc những công trình nào. Ấy, công việc hàng ngày đấy các bạn ạ. Đây là xe múc bự nha các bạn. Múc rất là nhiều cát một lúc nha các bạn. Đấy. Đã ba cái là đầy xe tải ben rồi. Xe tải trở về nơi đổ cát nào các bạn. Đổ nào? Đổ nào? Đổ đổ anh. Anh đó là đây rồi các bạn ơi, tiếp tục nhé. Các bạn ơi, một trận bão cát các bạn ơi, té rồi các bạn ơi, ơi và trận bão cát trời đã bị sập hầm rồi các bạn ơi, ơi ơi các bạn ơi, đã bị sập hầm rồi, bây giờ mình nhờ người đi cứu hộ nha các bạn. Ôi, đây là một cái xe cầu nha, cứu hộ nha các bạn. Mình đã nhờ được một chiếc xe cầu cứu hộ để cứu những xe vừa trận bão cát bị sập hầm đấy các bạn. Mình nhờ xe cầu lên nào, cầu để cứu những xe đó, là cứu hộ những cái xe đã bị sập hôm nay các bạn ơi, một trận bão cát nào. Bác cần cầu đến giúp với. Đã đưa cần cầu lên. Ôi các bạn ơi, mình phải phụ hộp phụ này các bạn ơi, phải phụ đào bới cát ra các bạn này mới tìm được các loại xe bị sập của mình này các bạn ơi. Lên nào, kéo lên mạnh lên các bạn ơi, kéo lên nào. Các bạn ơi, ôi được rồi, được rồi, được một xe xúc bự rồi các bạn ơi. Ôi sợ quá, chạy thôi các bạn ơi, sập hầm rồi, sợ quá, chạy ra bên nữa các bạn ơi. Rồi cứu tiếp, nhanh lên, cứu tiếp đi các bạn ơi. Các bạn ơi. Cần rất là dài đúng không? Đúng rồi, cần cầu dài lắm để cứu tiếp tục các xe. Đấy, mình phải dùng một cái chiếc xẻng đấy các bạn nhé. Mình bới cát ra, đào ra chứ nhiều cát nó sập hầm bão cát đó. Nó nhiều quá các bạn. Xe cầu mới cầu được nhé các bạn nhé. Rồi các bạn xem xe cầu cầu tiếp chiếc xe nữa nào. Một xe xúc nào các bạn ơi. Đúng rồi, cứu hộ đâu một chiếc xe nữa các bạn ơi. Chạy thôi. Sợ quá, sập hầm sợ quá. Còn một xe nữa đúng không các bạn? Nào tiếp tục cứu chiếc xe nữa nào. Phải bới ra các bạn ơi, vì cát sâu quá các bạn, đập quá. Một xe tải. Đúng rồi, xe tải thì cứu hết cả cái xe tải quá ơi. Nặng quá các bạn ơi, xe cán đất dày quá không lên được. Nặng quá, lên nào, lên. Rồi ấy trượt các bạn ơi. Bác cần cầu làm rất nhiệt tình nào, móc lên nào. Được rồi, một chiếc xe tải. Sợ quá các bạn ơi, sợ quá, sập cát sợ quá. Mình phải đến, còn một xe nữa mình phải cứu lên đúng không? Tiếp tục các bạn ơi nào. Đi, xe cầu kéo tiếp. Mình phải dùng cái xẻng nha các bạn.
Ôi, sợ quá, đang làm việc mà bị bão cát nó trùm hết luôn các bạn ạ, bị sập hầm luôn. Giờ phải cứu hộ đấy các bạn. Phải nhờ bác xe cần cẩu lên cứu hộ mãi mới được đấy các bạn. Đấy. Chờ các bạn đây. Thấy không? Phải bới, phải đào hết tất cả các cát trong ra, bị sập hầm mà. Dưới hầm nữa còn nhiều xe đấy các bạn ạ. Lên nào, cẩu lên tiếp nào các bạn ơi. Wow, đã cẩu được một chiếc xe ben nữa rồi. Sợ quá, xe ben sợ quá, xe ben chạy thôi. Sợ quá. Sập hầm, đang làm việc bị sập hầm đấy các bạn. Rồi. Như lại bới cát tiếp các bạn nhá. Lại đào cát tiếp nhé các bạn. Để cứu một chiếc xe xúc nữa các bạn ơi. Còn một chiếc xe xúc lên nữa các bạn này. Sâu quá, xe xúc này dưới nằm sâu quá các bạn ạ. Đúng rồi, bị sập hầm đấy các bạn. Sợ quá. Từ mai làm phải cẩn thận nhé các bạn. Vì làm cẩn thận chứ không là bị bão cát đấy, rồi nó sập hầm nữa đấy các bạn. Phải cứu hộ đấy các bạn. Ui sợ quá. Thôi, mình cũng dừng video tại đây nhé các bạn. Mình đi học rồi. Hẹn các bạn là video lần sau nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh một like, một đăng ký và chia sẻ nhé.